Hello, Long Lúa là chào tất cả các bạn nữa nha. Hôm nay Long Lúa tạt ngang xuống cảng bạn thì giờ hôm qua với hôm nay là có hai cái chuyến tàu chở chở xe cập cảng, cho nên đây như các bạn đang thấy đây đây là có một chuyến tàu của Nhật vừa mới cập cảng ngày hôm nay. Ngày hôm qua cũng có một chuyến mà mình bận quá mình không có xuống được. Cho nên mình không biết là một trong hai chuyến tàu này có VF9 hay không thì mình cũng không biết. Hiện tại thì cái bãi đậu xe này thì nó còn 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 rất là trống, chưa mình chưa thấy VF9 xuất hiện cái nào hết á. Nhưng mà mình không biết là họ chở xe gì tới thì mình không biết, để mình chạy dọc qua bên kia thử xem coi nó có người ta có lên xe gì chưa. Hy vọng là sẽ có VF9 trên này trong này để cho mấy bạn xem. Ok, bây giờ mình sẽ chạy qua bên kia. À, như vậy là theo mình quan sát là chưa có xe xuống nha các bạn. Hiện tại thì cái bên bãi xe nó rất là trống, chưa có xe nào hết. Chỉ còn những chiếc xe Subaru đậu ở đó một thời gian rồi. Đây các bạn, đây là chiếc tàu. Không biết là cái gì trong đó. Theo thông tin mà mình đã biết là VF9 trong tháng này sẽ qua, nhưng mà tới bây giờ mình cũng chưa thấy gì hết. Mình thấy thì một số khách hàng cũng đã được báo là trong tháng này, mà hiện tại thì mình chưa thấy cái gì hết. Nhưng mà một điều nữa là không biết là VF9 có cập cảng Nai Nai Mồi không, thì chúng ta cũng không có được cái thông tin nào hết. Có thể là cập cảng Vancouver hoặc cả đâu đó. Thì nói chung là VinFast những cái lần sau này hoạt động cũng rất là kín kẽ, cho nên tìm cái thông tin nó cũng rất là khó. Qua một số cái nguồn tin quen biết thì người ta cũng không có dám nói chính xác các bạn, người ta chỉ có thể nói là trong tháng này. Thì đó là tất cả những gì người ta có thể công bố, chứ người ta cũng không có nói chính xác. Nhưng mà có một cái việc đó là không biết các bạn có theo dõi hay không, thì việc mà cái cầu ở Mỹ, cái cầu ở Mỹ bị va chạm, bị tàu hàng va chạm và sập đó, thì cũng làm ảnh hưởng tới hàng hải, vận chuyển hàng hải cũng bị đùng tắc, cũng khá là đông, một số hàng hóa cũng bị chậm. Thì trong đó thì theo mình biết là trong đó có chuyến tàu mà chở VF9 sang bên này. À, mình nghĩ cái tàu này thì nếu mà xe có lên thì chắc khoảng chiều nay hoặc tối nay người ta sẽ lên. Thì nếu chiều nay mình rảnh thì mình sẽ quay trở lại, còn không thì mai mai mình sẽ tiếp tục ghé ngang để mà xem thế nào rồi cập nhật cho các bạn xem. Còn bây giờ thì không có gì mới cả các bạn, mọi thứ vẫn chờ đợi. Ok, như vậy cập nhật nhanh cho các bạn biết tình hình là hiện tại VF9 vẫn chưa có cập cảng. À, không biết là có trong cái chiếc tàu đang đậu ở dưới đó hay không thì không biết, nhưng mà hiện tại thì trên bờ chưa có chiếc nào. Đây, cập nhật nhanh cho các bạn biết nhé.
Rồi, chào tạm biệt các bạn. Ngày mai mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn xem. Bye.